phải là kẻ xấu. Tôi rơi vào bẫy của kẻ thù. Tôi thề, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho bạn. Trâm Silly, hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi ăn tối tại nhà hàng nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu vào ngày cưới. Gần như ở đó. Tại sao anh ấy vẫn chưa đến? Trâm Silly, khi nào bạn sẽ đến? Hình như mẹ lại ốm trở lại. Mẹ!